đường khi thật cần thiết mà thôi. Khi nghe tới cách ly xã hội thì ai cũng muốn biết ngay là mình được làm gì, không được làm gì, hàng nào đóng cửa, hàng nào vẫn mở. Quy định của Bỉ rất rõ ràng. Ví dụ nêu chi tiết là ai muốn ra công viên hay vào rừng tập luyện thì vẫn được, nhưng chỉ được đi tập tối đa 1 tiếng đồng hồ và không đi xa.